có bao nhiêu cách làm trắng da tại nhà bằng thiên nhiên, nên áp dụng cách làm trắng da nào hiệu quả nhất và những gì cần lưu ý khi áp dụng cách làm trắng da tại nhà. Tất cả những băn khoăn của các chị em ở trên sẽ được Hòa Beauty chia sẻ qua 15 cách làm trắng da mặt và toàn thân từ thiên nhiên ở dưới đây nhé. Trước tiên thì Hòa Beauty xin giới thiệu tới các chị em cách làm trắng da bằng nha đam. Thì trong nha đam vốn có chứa nhiều khoáng chất thiết yếu như là canxi, natri, kẽm, không chỉ giúp nuôi dưỡng da mà còn khiến da trở nên khỏe mạnh. Để thực hiện thì bạn lấy nha đam tách vỏ, sau đó rửa sạch với nước muối rồi cho vào máy ép lấy nước. Trộn đều dung dịch với lòng trắng trứng để tạo thành một hỗn hợp sánh quyện. Tiếp theo thì dùng hỗn hợp này thoa đều lên da, chờ cho khô và tắm lại với nước sạch. Nên thực hiện đều đặn khoảng 2-3 lần một tuần để cho hiệu quả tốt nhất. Cách tiếp theo đó là làm trắng da bằng bia. Bia thì vốn là kết quả của việc lên men từ lúa mạch, có chứa hàm lượng lớn các vitamin B, E, chất béo, protein và các khoáng chất, có hiệu quả nhất định với làn da cháy nắng, thô ráp. Bia sẽ giúp phục hồi và cải thiện làn da trở nên trắng sáng, hồng hào và mịn màng. Chúng ta có thể thực hiện theo hai cách. Cách thứ nhất đó là tắm trắng da bằng bia và sữa tươi. Thì đây là công thức hiệu quả giúp cải thiện làn da đáng kể. Sự kết hợp từ bia và sữa ngoài làm trắng da còn giúp cân bằng độ pH cho da. Để thực hiện thì chúng ta lấy 2-3 lon bia đổ vào chậu nhỏ để bia bay hết ga. Sau đó thì cho 2 túi sữa chua không đường vào khuấy đều để được một hỗn hợp dạng lỏng. Bạn nên làm sạch da trước khi thoa hỗn hợp lên da và sau đó thì massage trong khoảng 20 cho tới 30 phút để hỗn hợp ngấm đều rồi tắm lại với nước sạch. Cách thứ hai làm trắng da với bia đó là sử dụng bia và trứng gà mật ong để tắm trắng da. Để thực hiện thì chúng ta dùng 1/2 lon bia trộn đều cùng với trứng gà, mật ong tạo thành hỗn hợp đặc sệt, nhẹ nhàng thoa lên da và massage đều trong vòng 15 cho đến 20 phút để các dưỡng chất được thẩm thấu. Sau đó thì tắm lại với nước sạch. Với cách này thì bạn cũng nên thực hiện 2-3 lần một tuần để cho hiệu quả. Nguyên liệu thứ ba mà chúng ta có thể sử dụng để tắm trắng da đó là mật ong. Trong mật ong thì có chứa nhiều chất kháng viêm và kháng khuẩn cao nên sẽ giúp cho quá trình điều trị mụn hiệu quả, đồng thời giúp làm trắng da rất là tốt. Hàm lượng vitamin C, B, E có trong mật ong thì còn giúp cải thiện độ sáng của da, ngăn ngừa quá trình tổng hợp hắc tố melanin gây đen sạm. Để thực hiện thì chúng ta sẽ lấy 2 thìa mật ong trộn với lòng trắng trứng gà để được một hỗn hợp sệt. Sau đó thì làm sạch da và bôi hỗn hợp lên, sau đó massage nhẹ nhàng để hỗn hợp được thẩm thấu vào da trong khoảng 20 phút rồi rửa lại với nước ấm. Nên thực hiện khoảng 2-3 lần một tuần để không chỉ dưỡng trắng da mà còn giúp cho da căng mịn, đẩy lùi cũng như cải thiện những nếp nhăn và còn hỗ trợ ngăn ngừa trị mụn hiệu quả nữa. Tiếp theo, bạn có thể tham khảo cách làm trắng da với sữa tươi. Thì sữa tươi có chứa nhiều dưỡng chất đặc biệt là axit lactic sẽ giúp làm trắng da nhanh và hiệu quả. Bên cạnh đó thì sữa tươi còn giúp loại bỏ lớp tế bào chết cùng với lớp sừng sần sùi khiến cho lỗ chân lông thoáng sạch mụn và mang đến làn da mịn màng, giàu sức sống. Bạn có thể thực hiện làm trắng da bằng sữa tươi với sự kết hợp cùng nhiều nguyên liệu khác như là tinh bột nghệ, chanh, mật ong hay là cám gạo với các bước tương tự như làm trắng da với mật ong ở trên. Nếu như sử dụng sữa tươi không đường nguyên chất thì chúng ta có thể rửa mặt hay là tắm trắng với sữa tươi để da sáng mịn màng. Và nhớ là khi thực hiện thì bạn nên làm sạch da, sau đó thoa sữa tươi và massage đều vùng da trong vòng 15 phút rồi rửa lại bằng nước ấm. Và tiếp theo cũng là một nguyên liệu rất quen thuộc. Chúng ta có thể làm trắng da với nước vo gạo. Thì các hàm lượng vitamin B5 trong nước vo gạo sẽ có tác dụng hiệu quả giúp ngăn chặn quá trình lão hóa da, đồng thời khiến cho da hồng hào và săn chắc. Để làm trắng da từ nguyên liệu này thì khá là đơn giản. Bạn chỉ cần lấy nước vo gạo, chắt ra chậu rửa mặt, rồi dùng 2 lần một ngày mà không cần rửa lại với nước và kiên trì thực hiện thường xuyên để cho làn da sáng và mịn màng. Tiếp theo, chúng ta có thể tham khảo cách làm trắng da với kem đánh răng. Kem đánh răng thì có chứa silica là một chất giúp hỗ trợ chống viêm và loại bỏ khuyết điểm trên da rất là hiệu quả. Để thực hiện thì chúng ta trộn kem đánh răng với muối theo tỷ lệ 1:1, sau đó làm sạch da rồi bôi hỗn hợp lên để thư giãn trong 30 phút, sau đó thì rửa lại với nước sạch. Với phương pháp này thì chúng ta nên thực hiện một lần một tuần. Cách tiếp theo đó là làm trắng da bằng trứng gà. Trong trứng gà và mật ong thì đều có chứa nhiều vitamin A, E và C, có tác dụng dưỡng trắng da, làm cho da mềm mịn và trắng hồng. Ngoài ra thì những khoáng chất từ trứng gà còn giúp nuôi dưỡng các tế bào từ bên trong khá là hiệu quả.
Để thực hiện thì chúng ta lấy lòng trắng trứng gà trộn đều với 1 đến 2 thìa mật ong, rồi thoa hỗn hợp này lên toàn thân để massage trong khoảng 30 phút, sau đó thì tắm lại với nước sạch. Đối với cách này thì chúng ta nên thực hiện 2 lần một tuần để cho làn da mịn màng. Tiếp theo là cách làm trắng da với sữa chua. Sữa chua thì có chứa vô vàn các dưỡng chất cần thiết, giúp phục hồi và kích thích tế bào da mới phát triển. Các thành phần như là vitamin, sắt, kẽm có trong sữa chua không chỉ giúp nuôi dưỡng làn da trắng mịn mà còn giúp chống lại quá trình lão hóa. Để thực hiện thì chúng ta nên dùng sữa chua không đường trộn đều cùng với 1 thìa mật ong và 1 thìa cốt chanh. Làm sạch da sau đó nhẹ nhàng thoa lên toàn thân trong khoảng 15-20 phút rồi rửa lại với nước sạch. Sự kết hợp giữa sữa chua cùng với mật ong và chanh thì sẽ giúp cho làn da chúng ta được tẩy bớt thành phần tế bào chết và cung cấp các dưỡng chất để nuôi dưỡng làn da trắng sáng, mịn màng. Với cách này thì bạn nên duy trì thực hiện từ 1 đến 2 lần một tuần để cho hiệu quả tốt nhất. Nguyên liệu tiếp theo giúp làm trắng da đó là lá tía tô. Thì lá tía tô không chỉ được sử dụng như là một vị thuốc hay là thực phẩm trong bữa ăn gia đình mà theo nhiều chuyên gia da liễu, phương pháp tắm trắng da với tía tô thường xuyên tại nhà sẽ giúp chúng ta có làn da trắng hồng. Để thực hiện thì chúng ta lấy một nắm lá tía tô, rửa sạch và đun sôi trong vòng 5 phút. Dùng nước tía tô để tắm và thư giãn trong khoảng 20 phút, sau đó thì tắm trắng lại với nước sạch. Nên thực hiện hàng tuần để sở hữu được làn da sáng mịn và tươi trẻ. Tiếp theo là cách làm trắng da với tinh bột nghệ. Thì tinh bột nghệ không chỉ là vị thuốc hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan đến tiêu hóa mà còn giúp làm đẹp cực kỳ hiệu quả. Để thực hiện thì chúng ta lấy một thìa tinh bột nghệ trộn đều với sữa tươi không đường cùng với 1 đến 2 thìa mật ong, sau đó làm sạch da rồi thoa hỗn hợp đều lên da vào mỗi tối. Massage nhẹ nhàng trong khoảng 20 phút để các dưỡng chất được thẩm thấu sâu vào bên trong da. Tiếp theo là vitamin E. Thì vitamin E vốn là nguyên liệu làm đẹp không còn xa lạ với các chị em, không chỉ có tác dụng mang đến làn da trắng sáng mà còn ngăn ngừa lão hóa, giúp làn da tươi trẻ, đàn hồi và xóa đi nếp nhăn rất là hiệu quả. Để thực hiện làm trắng da bằng vitamin E thì chúng ta hãy cắt nhỏ viên vitamin E trộn với sữa tươi không đường. Sau đó thì làm sạch da mặt rồi thoa hỗn hợp lên da, massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thẩm thấu trong vòng 15-20 phút rồi rửa lại bằng nước sạch. Cách này thì cũng nên áp dụng 2 lần một tuần để da bật tông nhanh hơn. Ngoài ra thì bạn có thể lựa chọn nguyên liệu dầu dừa để làm trắng da. Dầu dừa thì có chứa rất là nhiều vitamin E và acid lauric giúp chống lại các vi khuẩn cũng như làm lành các vết mụn. Bên cạnh đó thì các khoáng chất có trong dầu dừa cực kỳ tốt cho da, giúp cho da mềm mịn và khỏe mạnh. Để thực hiện thì chúng ta nên sử dụng hỗn hợp dầu dừa, bột cám gạo và sữa tươi không đường để làm trắng và trị thâm ngừa mụn hiệu quả. Đầu tiên thì chúng ta sẽ lấy dầu dừa trộn đều với bột cám gạo cùng sữa tươi theo tỷ lệ vừa đủ để được một hỗn hợp sệt. Sau đó thì làm sạch da, thoa hỗn hợp lên cơ thể trong khoảng 15-20 phút, sau đó thì làm sạch với nước ấm. Đối với cách này thì chúng ta nên thực hiện từ 1 đến 2 lần một tuần để cho kết quả tốt nhất. Bên cạnh đó, chị em có thể tham khảo cách làm trắng da với baking soda. Thì baking soda có bao gồm natri và một chất trung hòa pH có tác dụng tẩy tế bào chết và loại bỏ các tổn thương của tế bào vùng da sậm màu. Để thực hiện dùng baking soda làm trắng da thì chúng ta làm như sau. Trộn baking soda với nước theo tỷ lệ 2:1 rồi đắp lên vùng da bạn muốn làm trắng. Massage nhẹ nhàng trong vòng 10 phút rồi rửa lại bằng nước sạch. Đối với cách này thì chúng ta cũng nên áp dụng 1 đến 2 lần một tuần. Một nguyên liệu tiếp theo mà Hoa Beauty muốn gợi ý cho mọi người đó là chanh tươi. Thì chanh vốn là thực phẩm quá là quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày cũng như là nguyên liệu làm đẹp rẻ tiền cho các chị em. Lượng vitamin C dồi dào trong chanh thì sẽ giúp làm trắng da nhanh chóng và loại bỏ các tác nhân gây nám sạm cũng như là tẩy tế bào chết cho da. Để thực hiện thì chúng ta lấy nước cốt chanh rồi dùng bông thấm lên vùng da muốn làm trắng, để trong 10 phút rồi rửa lại với nước ấm để giúp lỗ chân lông se khít và sạch thoáng. Để da trắng mịn màng hơn nữa thì chúng ta có thể kết hợp mặt nạ chanh với sữa tươi hoặc là mật ong. Lưu ý đó là khi làm trắng da với chanh, chúng ta không nên đắp mặt nạ quá 15 phút vì sẽ khiến da bị bào mòn. Bên cạnh đó thì cũng không nên làm thường xuyên vì nó sẽ làm cho da yếu và mỏng đi. Sau khi đắp mặt nạ này thì bạn nên dùng thêm kem dưỡng để tăng độ ẩm cho da. Và cuối cùng cũng là một nguyên liệu vô cùng quen thuộc với chúng ta, cà chua. Cà chua thì có chứa rất là nhiều dưỡng chất có ích cho da như là vitamin C, E, beta carotene, sắt hay là kali sẽ giúp dưỡng trắng da và trị mụn hiệu quả. Để thực hiện thì chúng ta lấy cà chua bỏ vỏ cùng với hạt, thái nhỏ rồi xay nhuyễn, trộn đều cùng với một thìa gel nha đam,
và một thìa dầu ô liu được hỗn hợp sền sệt. Sau đó làm sạch da rồi thoa hỗn hợp này lên vùng da trong vòng 20 phút để các dưỡng chất đủ thẩm thấu. Sau đó thì rửa lại với nước sạch. Đối với cách này thì nên thực hiện 2 đến 3 lần một tuần. Và như vậy thì ở video vừa xong, Habity đã chia sẻ cho mọi người 15 cách làm trắng da tại nhà được rất là nhiều chị em chia sẻ và áp dụng. Nếu như mọi người có điều gì băn khoăn hay là cần tư vấn về các dòng kem làm trắng da tại nhà thì có thể liên hệ Habity theo hotline Zalo 0985229900 hoặc là truy cập vào website habity.vn. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe video. Hãy ấn like và chia sẻ ở dưới video. Cũng như đừng quên nhấn subscribe để ủng hộ cho Habity nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.